chào các cô chú anh chị và các bạn. Xin chào mọi người. Đây, bây giờ thì gia đình Mai lên đường đi về rồi cả nhà ha. Không có ăn hải sản được tại vì lười quá, Mai cũng không có muốn. Mai cũng không muốn ăn hải sản nữa cả nhà. Đây có một cái nhà hàng của Mỹ khá là nổi tiếng, ông xã Mai thì hỏi ăn nhà hàng Mỹ không, nhưng mà nó đắt tiền mà nó Mai cũng không thích nữa. Nên thôi trên đường về mình có gì mình ăn đó ha. Sẵn tiện thì mình sẽ ghé vô mấy cái chỗ mà bán nông sản ở dọc đường á cô chú anh chị. Mấy cái cửa hàng bán nông sản giống như ở Việt Nam của mình mà người ta hay bán ở dọc miền Tây á, thì ở bên tiểu bang New Jersey này có rất là nhiều cái stand farm. Farm stand là giống như vậy. Farm stand giống như vậy ha. Thì Mai sẽ ghé vô đó, Mai sẽ mua nông sản sẵn tiện quay cho mọi người cùng xem ha. Cũng khá là vui. Thì ở bên Mỹ mùa hè này họ hay có những cái hoạt động giống như vậy á. Tại vì mùa hè thì mấy cái nông trang trại á, họ trồng được nhiều cây trái rồi họ đem ra họ bán. Thì mình cũng thích mua những cái cây trái ở trang trại địa phương, vừa ủng hộ cho họ mà vừa giống như là được những cái sản phẩm tươi ngon hơn là mình mua từ những cái siêu thị ha. Đây cả nhà, bây giờ Mai đổi ý rồi ha. Mai sẽ đi qua Atlantic City để ăn cơm tấm Ninh Kiều của chính vị. Tại vì ở Atlantic City này có một cái quán cơm tấm khá là nổi tiếng. Đó cái tên là quán tấm Ninh, cơm tấm Ninh Kiều, thì mình sẽ tới đó mình ghé ăn ha. Đây, Mai đang trên đường đi tới Atlantic City của chính chị. Đây là thành phố của những sòng bài nè. Ở đây là ai mà thích chơi đánh bài này nọ thì tới đây ha. Và phòng sòng bài rất là nhiều luôn. Trời cô chú anh chị ơi, đang đi trên xe thì xíu muội nó giật cái răng của nó ra. Trời ơi, ghê quá. Hồi hôm bữa đi ăn nhà hàng nó đã giật cái răng nó một lần rồi, bây giờ nó giật thêm cái răng nữa. Trời ơi, Mai thì không có khăn giấy, không có cái gì hết. May quá, Mai có miếng băng hàng ngày mà băng chưa xài. Nên Mai dở đâu, Mai quấn lại đưa cho nó để vô. Thì cũng thấm giống như là, Mai nghĩ là cũng thấm giống như là ấy thôi. Cũng đỡ hơn ha, cho nó cầm máu. Ghê thiệt cái chứ. Mai sắp tới, sắp đi vào trong Atlantic City rồi. Cô chú chị thấy những cái sông bài đấy không? Những cái sông bài chọc trời đấy không? Những cái tòa nhà, mọi người, nó bị mất nét rồi. Đó, mọi người thấy những cái tòa nhà cao cao đó chính là những cái sông bài á ha. Thành phố này cũng đẹp, nhưng mà nói chung ai mà mê đánh bài ở đây thì chắc là tán gia bại sản luôn. Đó. Christopher Columbus Boulevard. All signs for Christopher Columbus. Đây là left two lanes to turn left on Arctic Avenue. Cô chính chị thấy không? Đây là sòng bài nè. Welcome to Atlantic City. Đó, quảng cáo những cái casino. These are all closed, honey. Look, all the tiger is closed. Oh. Real quick, what did she say? Turn left or go to Arctic Avenue? Which one? So straight to the light. She said go straight. Yes. Turn left at the light. Okay. Right here. You have to turn left right here. Oh, đó, Mai sẽ dẫn mọi người tới cái thành phố Atlantic City. Đây là Casino Caesar ha. Một trong những casino nó khá là lớn. Còn đây cái Tango Outlet nè. Đấy, open hả nhỉ? Coach. Tango Outlet. Tango Outlet này của chú anh chị, mình có thể đi mua sắm ở đây ha, nhưng mà chỉ là những nhãn hiệu bình dân thôi chứ còn không có những cái đồ hiệu đồ gì nhiều đâu. Đó, cho mày cũng có Victoria's Secret. I need to go to buy some Victoria's Secret. Okay. Ông ơi, baby. Ông nói lần nào cũng lúc nào cũng được, đi mua Victoria's Secret thì lúc nào cũng được. Go straight. Do I turn right to Carolina, yes or no? Yeah, Carolina, turn right. Carolina. How far down? Huh? How far? 0.5 miles. Half a mile. This is all a really bad neighborhood. Brand new? Bad neighborhood. Bad neighborhood. I'm nói là cái khu này là cái khu phức tạp của chính trị. Ơi. We like a car docked here. Honey,
Đó, cô chú chị thấy không, cũng là thành phố biển nhưng mà Atlantic City thì Mai thấy nó có vẻ không có được đẹp bằng cái The Ocean City ha. Ocean City. Cái này không đẹp bằng Margate ha. The same like the beach too, but Atlantic look this like has, this has casinos. Yeah, not beautiful as beautiful bars, as the alcohol. Ocean. Ở đây thì mọi người tới chỉ để là đi chơi đánh bài, rồi uống rượu, uống bia, rồi Marina something like he said. Hút cần sa. Yes. No. Xí mũi đá bụng ngoài coi chứ anh chị. That's one way. I can't turn right there. Turn left. North, North Carolina. North Carolina. Atlantic County. Đó, coi chứ anh chị thấy không? Sòng bài cao cao bự bự resort đó là toàn là sòng bài không đó. Turn left. Xã mai đi quá rồi đó coi chứ anh chị. Xong rồi bây giờ mình phải quay ngược lại. Đây là Hard Rock Hotel and Casino coi chứ anh chị thấy không? Yeah. Quá trời casino ở đây luôn. Đây là những cái nhà nghỉ nè. You turn left here. I don't know, Pennsylvania Avenue. Honey, I don't know. Yes, yeah. Maybe. Đây Mai quẹo lại gần tới rồi nè. Nhức đầu với ổng đã không biết đường còn bị đặt hỏi đường còn cứ ghẹo hoài. Wow với ổng. Okay, over there something. Look at that. There. See. Okay. Can park right here or no? I don't know. See right here. How did they even get there? Cơm gà Ninh Kiều đó các anh chị. Đây Mai tới quán cơm gà Ninh Kiều ở Atlantic City được các anh chị. Người Việt Nam mình ở đây thì chắc biết ha, chắc cô chú anh chị nào ở Atlantic City không có xa lạ với quán này. Thì hôm nay Mai sẽ ghé đây để ăn. Wow, xe cảnh sát, xe cấp cứu gì á cô chú anh chị. Xe cấp cứu ha, hình như là họ đang bắn có vụ bắn nhau nào đó hay sao. Mà mày thấy hả, xe cảnh sát chạy quá trời chạy và xe cấp cứu nữa. Did you? Throw it over there, throw it hole in the trash can. Trời ơi, thiệt tình đó, cái răng nó chảy máu. Throw the teeth too, okay? Okay. Okay. I didn't throw the teeth out. Go. Thôi, mời cả nhà vô ăn cơm gà chum giấy nhà mình nha. Đây bên trong quán nha cả nhà. Chắc là mọi người ở đây thì sẽ thấy quen thuộc ha. Mấy cô chú chị nào mà ở Atlantic City. Mai sẽ coi thực đơn. Ở đây cũng có rất là nhiều món, không phải là chỉ bán cơm tấm không mà bán rất là nhiều món Việt Nam mình luôn. Phở. They have phở too honey. Đây họ có canh chua cá kho tộ nữa nè. Để mày hỏi con gái có ăn canh chua cá kho tộ, thịt kho tộ, cá kho tộ, hủ tiếu khô, các món ăn chay. Wow, ở đây có cái món này nghe hấp dẫn không? Gỏi vịt nè, có bò lắc nè, có cái crispy egg nè, noodle nè, có lẩu bò nhúng giấm, canh chua nè. Hả? Bless you. Cái món canh chua, con muốn canh chua với lại cá kho. Cơm không? Cơ chứ anh chị đây xíu muội nó. Nó chụp hình của nó, nó dùng app nè. Có cái mặt nó hơi gớm không? Ghê thiệt luôn á. Một tấm khác nữa nè cơ chứ anh chị. Trời ơi cơ chứ anh chị. Trời ơi giống con quạ quá xíu muội. Wow, cái này là nhà tự nấu hả em? Ok, sorry. Đây, bạn này không biết nói tiếng Việt. Đây mày có nước dừa, Ngân có sữa đậu nành. Thank you. Cảm ơn em. Đây, cơm sườn của Mai. Đúng hẹp chả. Sữa sườn chả trứng. Em ơi, cho chị hỏi. Đây, phở nè. I think I'm missing the pork cake in this one. I ordered, yeah. Pork chop, pork cake and omelets. Ai phở nhìn cũng hấp dẫn quá ha, rất kỳ dữ, hấp dẫn quá đúng rồi. Đi cháo của xíu muội nè, em ơi có cái tô nhỏ nhỏ không cho chị xin cái tô nhỏ. Nên xíu muội để mẹ lấy cái tô nhỏ ra xớt ra ha, cái đó bự lắm. Bún riêu nhìn hấp dẫn quá Ngân. Right? Look good.
cả ngày hôm nay là ăn đồ Việt Nam rồi đó. Chồng có may là ổng không bị nàng xíu muội. You can take the spoon. Hân, ngân, give, okay. Give me, okay. It's okay, it's okay. It's okay. Thank you. Đây mẹ ăn ché chén cháo của xíu muội thấy ngon lắm cả nhà, đang đói bụng ăn nóng ngon dễ sợ. Cái cháo của xíu muội thì rất là ngon ha, bún riêu của Ngân nó cũng ngon, ngon hơn là hồi sáng nữa. Nhưng mà có cái cơm của Mai á, thịt thì cũng ngon nhưng mà cái cơm Mai cảm thấy nó hơi cứng, giống như là chưa có chín á. Hình như đây là lần thứ hai Mai gặp cái vấn đề này ở đây rồi sao á. Mai nhớ lần trước hình như cũng vậy. Đây, cái này là cháo với lại cơm, cái miếng sườn, miếng chả ha cô chú anh chị. Còn cơm này mẹ không có mang về tại vì nó cứng quá. Mai sẽ lấy cơm ở nhà ăn được hơn á. Mẹ ăn không có nổi luôn. Cứng quá. Mai nhớ rồi, cái nhà hàng này lần nào mẹ ăn cơm ở đây á, gọi tiếng là cơm tấm Ninh Kiều, nhưng mà ăn cơm tấm lần nào cũng bị cứng hết trơn á. Nên là Mai không thích cơm tấm ở đây. Không biết mọi người sao nhưng mà Mai thì không thích ha. Còn Mai thấy cháo thì ăn cũng được. Phở thì ông xã mới nói ăn cũng ngon, mà bún riêu Ngân nó kêu ăn cũng ngon của chính chị. Rồi bây giờ lên đường đi về cả nhà ơi. Bây giờ bắt đầu hoàng hôn nó lặn rồi đây, mặt trời lặn rồi nè. Cả nhà nhìn thấy không? Đó, có chính chị thấy không? Thì thành phố Atlantic City nó cũng giống như những cái thành phố khác. Nó là thành phố biển nhưng mà nó sẽ không có được giống như là đẹp giống như thành phố biển ha. Thành phố biển giống như lúc nãy Mai đi làm Ocean City đó, thì những cái khúc mà không có biển như thế này thì vẫn là những cái tòa nhà rất là đẹp. Nhưng mà Atlantic City thì không nha cả nhà. Đó, kế bên những cái sòng bài lớn là những cái chỗ lụp xụp rồi cũng dơ bẩn đó, mọi người thấy không? Nó không có được sạch bằng những cái thành phố biển nhỏ nhỏ khác ha. Nên do đó thì Mai ít có thích đi tới Atlantic City lắm. Đi biển thì mình thích đi những cái thành phố nhỏ nhỏ, nó sạch sẽ mà nó ấy hơn, nó an toàn hơn. Đây là những cái cửa hàng outlet nè. Đây là Polo Lab Roland ha. Tanger Outlet ha. Và bây giờ này là họ đóng cửa hết rồi. Bên kia là Tommy kìa. Mấy cái outlet này thì nó cũng dọc theo đường ha. Đây là Nautica nè. Đó, bên này là Banana Republic nè. Bên này là Express nè, có chính chị thấy không? Đang là mấy cái hiệu quen thuộc không? No, they're closed, they're all closed. Sunday night. Yeah, Caesar. Đây là phòng bài, sòng bài. Đó, đây là Lacoste nè, đây là Coach. Con cá sấu đó cả nhà. Hiệu này cũng bán rất là, nếu mà trong những cái outlet này bán giảm giá rất là nhiều luôn. Mình mới thấy nếu mà mua về Việt Nam bán là ổn nha cô chú anh chị. Thì họ giảm giá rất là dữ. Coach cũng vậy, giảm giá nhiều lắm. You notice all the police cars, the sirens, Ocean City, none of that. You know? Khi mà mình tới đây á, rất là Crocs. Nhiều xe cảnh sát ha. Crocs nè, Crocs outlet nè. Levi's, có chính trị những cái hiệu quen thuộc ha. Oh, I'm gonna come back. Snickers, Skechers, Skechers. Levi's. Đây xe G-Wagon nè. Đó xa xa đó là J Crew của chúng chị ha. Đó. Đây là Sheraton, khách sạn quen thuộc nè cả nhà, ở thành phố mình Sài Gòn mình cũng có Sheraton ha. À, mặt trời đẹp không? Mặt trời đang lặn đó. Đây Atlantic City Convention Center. Yep. Cái trung tâm hội nghị của Atlantic City. The beginning of the Atlantic City Expressway. Bắt đầu là mình đi đây là mình sẽ vào con đường cao tốc, đường expressway là đường chạy nhanh á. No traffic lights. All highway. Đó, mọi người thấy cái mặt mặt trời nó lặn đẹp không? Nó y như cái quả trứng gà, y như cái lòng đỏ trứng gà vậy đó. We're on the highway. Yes. Not yet, honey. Just chill. Đẹp ha. Đó, mọi người thấy một bên là nước, một bên là mặt trời lặn. Bởi vậy tại sao mà người ta hay nói là thích nhìn ngắm hoàng hôn ở biển là như vậy á. Tại vì mình thấy rõ được cái mặt trời ha, không có bị che phủ bởi cái tòa nhà hay cái gì hết á. Mà nhìn cảnh nước mênh mông nó đẹp. Mấy cha con nó chỉ có cãi nhau về cái chuyện điện thoại thôi.
nó hư nên ba nó lấy điện thoại đi rồi chứ anh chị, để trừng phạt. Đẹp quá. 比 Atlantic City. Giờ này là trễ lắm rồi nên chắc chắn là Mai nghĩ là những cái chỗ mà nông trại là họ đóng cửa hết rồi, những cái cửa hàng của nông trại đó thì chắc để lần sau cả nha ha. Lần này là chắc là lỡ duyên thôi. Mọi người thấy không, mặt trời nó lặn rất là nhanh, bây giờ là nó xuống nhanh lắm. Mới cao cao đó mà bây giờ nó nhảy xuống thấp rồi đó. Chạy xe trên mấy đường buổi chiều chiều vậy bé rất là thích luôn. Thích nhìn cảnh đẹp lắm ha. Wow, một ngày dài cả nhà ơi. Mai ngồi ê cả mông luôn. Cuối cùng thì cũng về đến được nhà rồi. Trời ơi, trong thời gian mà Mai đi chơi á, cô chú anh chị chơi đã. Nó đem cà chua qua cho Mai nè. Để Mai lôi ra cho mọi người thấy cà chua trong vườn của nó nè. Khổng lồ chưa? Đó, nhà Mai thì được cái tiện lắm. Nghĩa là mình không có nhà thì thời, nhưng mà ông xã Mai vẫn mở cửa từ xa được nha cả nhà. Ông vẫn có thể wow. Công nhận thiệt á, bà chơi đào bà có quá trời cà chua luôn. Cái này là Mai phải thêm là mình nấu hết cà chua nữa mới được. Wow, look at that. Dã man chưa? Tại vì bà đi chơi tới một tuần lận đó, thành ra là bà sợ là để cà chua ở nhà không ai ăn hết nó hư á cô chú anh chị, nên đem mới cho Mai hết. Wow, quá trời đã luôn. Đây là nó có khu vườn, nó có một hai cây cà chua mà nó quá trời trái luôn, trái nào trái nấy bự khổng lồ luôn ha. Cà chua này là Linh cho giống nó đó, mà sao Linh cho giống nó bự mà nó cho giống mà nhỏ. Honey, come here, just lights look. On, baby. Huh? Lights are on now. Lights on now. Yeah. See the tomato. Coi ổng đếm nè cả nhà. See how big the tomato is. I think I have to make the tomato sauce again. Crazy. Mày nghĩ là mày sẽ làm phải làm sốt cà chua. 16 trái cà chua ổng đếm ổng nói vậy đó. 16 trái. Wow. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Can you believe that? 16 tomatoes. She brought these for us? These are ours or hers? This is her. Well, very sweet of her. These are all hers. Look well, big. Thank her. Yeah. I have to take a picture and send it to her. So thank you, Jada. Yeah, do that right away, honey. Uh-huh. I just pushed the reset button. Để mà the power outlet. It's fine. Chụp hình xong rồi gửi cho nó. Kêu cảm ơn nó. Gửi tin nhắn cảm ơn liền. Send it to her right away. Yeah, I did it already. Okay, good job. Đây là cái bánh xà bông mà Mai mua về để làm scrub đó cô chú anh chị. Cái này là vừa tẩy tế bào chết. Mai khoe với mọi người Mai mua được cái gì ngày hôm nay ha. Bà Chê Đà. Đây là áo của Mai nè. Chê Đà đã gọi cho Mai. Hi Jada, has yummy. Hey, this one for you. Hey, Mai khoe cái áo đó với Jada là Mai mua cho Linh với Jada, còn Mai mua cái áo này cho Mai nè. Đó. Mai nói cái áo này có 16 đồng mà rẻ, tại vì cái áo này là 32 đồng cô chú anh chị mà giảm 50%. Ông xã Mai nói chứ cái này vậy hả, giá vốn chỉ có 3 đồng thôi, coi ổng thấy ghét không. Trời ơi là trời. À, Mai có thêm cái này nữa nè cô chú anh chị. Yeah. Cái này cho mùa đông nha. Cái này cũng ha. New Jersey. Ocean City. Ocean City. Cái này giá giảm giá là còn 30 đồng ha. 60 đồng mà giảm 50%. Mai thấy cái chất liệu của cái áo này cũng tốt. Ok. Take me to the ocean. Đó, hôm nay là Mai mua được cái này. Hai cái áo cho Mai. Ba cái áo cho ba chú tụi Mai. Một cục xà bông tẩy tế bào chết. Coi hai cha con nó bây giờ đi xuống mới ăn phở xong. Bây giờ đi về tới nhà ăn mì nữa nè cả nhà. Sao mà ghiền cái mì này dữ không biết nữa à. Is that ramen is really good? Sao mà ghiền dữ vậy trời.
Đó, cái mì này này cô chú anh chị. Mì của Mỹ á, Maruchan. Ha ha. Ông mập này. Chợ này mập lại rồi. Good taste. Good taste. À hả? Thanh cháu nói là ba có gu tốt đó. Rồi để mày để vô cái bịch này ha. Ui. Cái gì mà nó ướt nhẹp vậy? Hay chắc là mày để vô cái rổ, mày rửa cà chua luôn đi rồi ngày mai mày để ngoài cho nó chín rồi mày xay luôn ha. Mày sẽ đi ra hái mấy trái cà chua ngoài vườn vô rồi làm sốt luôn. Tại ngoài vườn cũng còn mấy trái chín mới chín xong. Sáng nay ra mà mấy chưa có hái. Còn mày để đây cho nó sao ta? Cho nó chín đi, cho nó ráo với nó chín. Ngày mai rồi mình tính tiếp. Thôi bây giờ thì Mai sẽ đi pha một miếng trà để mang lên tối uống. Vì tối Mai cũng thích uống trà như vậy lắm. Mặc dù là biết là dễ khó ngủ quá cô chú anh chị. Ổng đi pha mì cho xí muội đó, cho hai cha con tự ăn. Xí muội nó nói con sẽ ngồi kế ba, nhưng mà ba đừng có hắt xì hơi lên con nha. Tại vì lần bữa hôm chữa ổng hắt xì hơi một phát nó bay tán lãng luôn. Xí muội mắc cười quá. You remember last time you sneeze on her? And that's why she told you. Cái miệng ổng đang ăn đầy luôn. Ổng mắc hắt xì quá, ổng xát xì một phát. Ổng hỏi ổng đã để dành cho Ngân, nếu mà Ngân nó ăn thì để cho nó ăn, còn không thì ổng ăn. Xí muội nói ba ăn đi. Ai? What do you say? Excuse me, bỏ điện thoại ra ăn, lại lên. Rồi con ăn đi. Bà đi lấy nước đó. Thôi cô chú chị coi chịu đòi nổi không? Đi ăn nhà hàng về bây giờ tối ăn mì nữa nè, thấy không? Gia đình này là gia đình mì gói, không phải là gì đâu, nhưng mà nhà máy thích ăn mì gói lắm cả nhà. Cứ order ở trên Amazon, nó order một lúc là 4-5 khay vậy đó. Một khay là 12 gói ha. Ông đi kêu con gái Mai rồi đó. Thôi, để giờ Mai đem đồ đi lên nè. Ây da, nước trà nóng quá. Còn xí muội thì nó hỏi ba đâu rồi. Nó rất là yêu mến ba ha, rất là đeo ba, cứ ngồi để chờ ba ăn sẵn vậy đó. Thôi Mai cũng xin kết thúc video của Mai ngày hôm nay tại đây nha cô chú anh chị. Một ngày khá là dài rồi, đi lên nghỉ ngơi tắm rửa đây. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.